Rồi anh em đã nhổ chạy, rồi thắt ta gụ về Sài Gòn. Rồi tạm biệt thắt ta gụ, hẹn ngày gặp lại nha. Đây, cạnh núi rừng. Hi, chào buổi sáng tất cả mọi người nha. Nay mùng 9 Tết. Bây giờ mình đã ở Thác Bà Rụ, giờ về Sài Gòn. Chúc Tết chúc tất cả mọi người được một sức khỏe và bình an trong cuộc sống nè. Đây, ở Thác Bà Rụ đây, hồi nãy chị Thủy và anh Hòa có kể là trước Tết ở Thác Bà Rụ này có ba ông Tây Cam Điền đó. Leo núi bị té chết chết ngông. Bây giờ người ta không có cho cam ban đêm nữa, không có cho cam ở dưới suối dưới thác nữa. Tối chị không dám kể, chị nói chị sợ tụi mình sợ ma, giờ chị mới kể cũng ghê ha. Anh em đi đi thác đi suối cẩn thận, an toàn là trên hết. Rồi bây giờ chút xíu nữa ghé ăn trưa, có đặt một con không nói được, một con đó xào lăn, ăn cơm trưa ở đó rồi bắt đầu lên lên về Sài Gòn. Chung thời tiết ở Thác Bà Rụ này nó cũng không lạnh lắm, không lạnh lắm, có sương, mát, dễ ngủ, cảnh thì đẹp, sáng có sương mù, có mây rồi. Tối vô đây cũng 6 giờ mấy nên không có nhìn thấy cảnh đẹp đang làm đất đỏ còn ha, bị sạt lở, người ta đang làm đường nhà đường xấu à. Đường đang làm đường đất đỏ không à. Wow. Xẻ núi. Công trình đang thi công. Trời khô chạy được chứ, trời mưa chạy rồi. Trơn té sà mờ lờ luôn á. Sầu riêng ha, cà phê ta. Cà phê bậc thang ha, sầu riêng bậc thang. Sầu riêng không là mọi người. Bởi vậy mỗi vùng trồng mỗi cây khác nhau. Quảng Ngãi trồng trà mặt đông. Ở vùng Thanh Sơn này trồng sầu riêng cũng không. Còn Gia Lai thì trồng cao su không. Sâm Ngọc Linh không à, đường này về Bác Ái, Bác Ái tỉnh Ninh Thuận. Ở quận Bác Ái nó có cái thác Cha Pơ đẹp lắm. Cái đường DT656 này đi Bác Ái nhìn cũng đẹp lắm mọi người. Đây trồng sầu riêng quá trời luôn. Có leo có núi có dốc
chú đậu đèo chú vừa vừa rất là khỏe và khỏe mạnh. Suối kìa, trường suối chạy dọc 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 theo con đường luôn.
34. Cầu Nghĩa Toan đây nó có con suối, nó chảy ra suối nhỏ chảy ra suối lớn. Thank you.
chủ tòa ơi. Ô, xuất sắc, xuất sắc. Có đặt một con thú, con chồn. Đây có cái suối Savin đẹp lắm. Dân tới ăn uống tắm suối. Ồ, ở đây đông quá ta. Đông dữ à. Wow. Đông quá. Có suối nè. Xuống đường lên đỉnh thác Savin nè, mít nè, thấy không, mít nè, không nở gai, cái trái nào mà nó trơn trơn lắm luôn á. Ồ, thác đẹp quá. Suối, suối thác. Wow, đá to to không à. Trên đây còn nữa nè. Ồ, đẹp chưa. Đây có con Tuấn nữa. Ông đi chắc hết thác này quá. Đây anh em tắm ở đây.
Wow. Ngọt quá. Đây. Thịt chồn, xào xả ớt. Vũ ơi nói tâm gì nè Vũ, nói tâm đâu. Rau cải. Chồn nha. Bông tơi. Chồn giả cày nha. Còn chồn giả cày hả? Chồn 20 lắng á. Rau, rau rừng, rau mùng tơi rừng. Thẳng tiến về Sài Gòn, bọc qua Đà Lạt đi uống lộ 20 về. Phước Hòa chúng lẽ đập thủy điện Phước Hòa ta. Dám lắm à, đó có đập thủy điện có cái hồ. Mà có cái hồ nè, hồ xanh quắt. Trong xanh luôn. Xa xa có đập thủy điện kìa. Đập thủy điện Phước Hòa ha. Biển Ninh Thuận, đường ven biển Ninh Thuận nè. Nhìn đẹp phải không? Hùng vĩ ha, nước xanh lè. Chơi ở Bù Vinh. Tiếng tiếng máy à, sẵn nghỉ cho xe nó mát máy. Bây giờ bơm về Sài Gòn, 4 giờ rồi. 4 giờ rồi, bây giờ bơm về Sài Gòn thôi. Ồ, cảnh đẹp quá. Đường ven biển Ninh Thuận. Thôi chắc ở đây đẹp chứ ra ngoài là hết đẹp rồi. Thôi mình xin kết thúc video tại đây ha. Bây giờ khép lại cái hành trình
hành trình phượt đầu năm của mình. Rồi, chúc tất cả mọi người năm mới vui vẻ, khỏe mạnh và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Đại ca về. Bye bye, hẹn mọi người ở video và cuộc hành trình tiếp theo nha. Bye bye. Bên đèo Cà Ná.